xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin giá cả thị trường của đài phát thanh truyền bình dương mở đầu là thông tin về giá vàng Giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 1832,035 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết mua vào ở mức 68.450.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 69.080.000 đồng một lượng. Biến động kinh tế đã và đang tác động tới túi tiền và thói quen mua sắm của đa số người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, khi đưa ra nhận định về xu hướng mua sắm Tết 2024, các chuyên gia cho rằng sản phẩm thiết thực, tiết kiệm sẽ chiếm lĩnh thị trường. Về xu hướng lựa chọn kênh mua sắm, người tiêu dùng sẽ ưu tiên những kênh mua sắm mang lại nhiều giá trị hơn thay vì chỉ trung thành với một lựa chọn nhất định. Những trải nghiệm mua sắm mới nhờ sự phát triển của công nghệ sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong dịp Tết sắp tới. Người tiêu dùng có thể sẽ không cắt giảm chi tiêu cho những mặt hàng thiết yếu và quà tặng dịp Tết. Tuy nhiên họ sẽ có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm ở phân khúc thấp hơn hoặc nhiều khuyến mại hơn. Tiếp theo là thông tin giá cả một số mặt hàng tiêu dùng. Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một ký trên diện rộng và dao động trong khoảng từ 50.000 đến 54.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký trên diện rộng và dao động trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi giảm 1.000 đồng một ký trên diện rộng và giao động trong khoảng từ 51.000 đến 53.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đến 2.000 đồng một ký trên diện rộng và giao động trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng một ký. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng một ký, 51.000 đồng một ký là mức giá heo hơi được ghi nhận tại Kiên Giang. Tương tự các địa phương bao gồm Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh và Hậu Giang cùng ghi nhận giá heo hơi ở mức 52.000 đồng một ký. Giá cà phê trong nước có xu hướng ổn định, hiện giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay về quanh mốc giá từ 64.000 đồng đến 64.600 đồng một ký. Cụ thể giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 64.400 đồng một ký, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 64.600 đồng một ký. Giá cà phê nhân xô Cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.000 đồng một ký. Trong khi đó tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hiện ở mức 64.400 đồng một ký, còn tại thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.500 đồng một ký. Giá tiêu ở nhiều khu vực tiếp tục giảm 500 đồng một ký, dao động ở mức giá từ 68.500 đồng đến 71.000 đồng một ký. Trong đó, giá tiêu khu vực Tây Nguyên giảm xuống mức từ 68.500 đồng một ký đến 69.500 đồng một ký. Cụ thể như giá tiêu chư xe Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 68.500 đồng một ký bằng so với hôm qua. Giá tiêu Đắk Lắc hôm nay và giá tiêu Đắk Nông vẫn duy trì ở mức 69.500 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay dao động từ 70.000 đồng một ký đến 71.000 đồng một ký. Cụ thể, giá tiêu Bình Phước đang được thu mua ở mức 70.000 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký so với hôm qua. Còn giá tiêu Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục được thu mua với giá 71.000 đồng một ký, cũng giảm 500 đồng một ký. Thị trường lúa gạo hôm nay ghi nhận giá lúa ổn định, giá gạo quay đầu giảm nhẹ 50 đồng một ký. Thị trường giao dịch sôi động, thương lái, doanh nghiệp hỏi mua nhiều. Theo đó, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện giá lúa tươi IR 50404 dao động trong khoảng 7.800 đồng đến 7.900 đồng một ký. Lúa ôi M5451 dao động từ 7.700 đồng đến 8.000 đồng một ký. Lúa ôi M18 ở mức từ 8.000 đến 8.100 đồng một ký. Đài thơm tươi 7.800 đồng đến 8.100 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm quay đầu giảm nhẹ. Theo đó hiện giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 12.100 đến 12.150 đồng một ký. Gạo thành phẩm IR504 dao động quanh mức 14.100 đến 14.150 đồng một ký. Đến đây bản tin giá cả sẽ được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.